tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ghép sứ nha các bạn. Đây là cây sứ nguyên liệu nè. Hoa nó cũng đẹp lắm, hoa nó mọc chùm chùm luôn nè mấy bạn. Lá rất là xanh tốt luôn. Cái cây này có 5 nhánh, mình sẽ ghép 5 màu vô nha. Mình đây mình có 5 cái bo nè, 5 màu độc lập nha các bạn. Màu trắng có ngọc băng, màu đỏ là khôi nguyên, màu vàng là rạng đông, màu hồng là pin, và một màu nu nữa là thu nguyệt, thu thủy gì mấy bạn. Nhưng mà cái màu nó là màu nu á. Mình có cái bo cây khôi nguyên nó hơi già mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ cắt nhánh đó nha bạn. Cây nguyên liệu này hoa nó cũng nhìn cũng đẹp lắm. Dao này nó hơi lục rồi mấy bạn ơi. Hoa nó chùm chùm đẹp. Cây nguyên liệu mà hoa nó rất là đẹp luôn mấy bạn. Nãy ghép sứ mà quên mài dao rồi mấy bạn ơi. Dao lục quá. Hôm nay mình ghép sứ thì cũng làm không phải như nhà vườn người ta con dao bén người ta cắt nghe nó ngọt, nghe nó bén nha các bạn. Hôm nay mình cũng làm từ từ y như là các bạn làm ở nhà vậy nha. Đây này các bạn. Do chỉ có một người làm, một người mình để máy quay á cho nên là nhìn nó hơi xa không chi tiết nha các bạn. Các bạn cũng thông cảm nha. Có một người tự làm tự quay các bạn ơi, nhiều lúc nó không lấy nét được, video nó mờ á, mấy bạn cũng thông cảm nha. Các bạn, hồi nãy mình nói nè bạn, cái bo của cây khoai nguyên này nó hơi già các bạn ơi, mình không biết ghép nó được không, nhưng mà mình thích cái màu đó các bạn, màu đỏ của cái cây đó nó rất là đẹp luôn nha, nó giống ngọc băng nhưng mà nó đỏ nha các bạn. Giờ này nó lục quá các bạn ơi. Quên mài dao thì mình ghép không phải như người ta bán các bạn ơi, không phải ghép cái dạng mà cái tán nó tròn đều nha các bạn, mình sẽ ghép là từ tầng đó mấy bạn, từ từ nó lên cao á, chứ không phải là ghép như người ta bán là cái tán tròn y chang nhau mấy bạn, 10 cây như một, tán nó rất là đều, thì ghép mình bỏ vô nó hít vậy dở ra được hay không, nhiều bạn hỏi dở ra được hay không hay là bỏ vô nó hít mới được, thì mình nói các bạn là hít hay không hít gì cũng được hết nha các bạn yên tâm nha, không phải bỏ vào nó hít là nó mới thành công, còn không hít là không được nha. Hít này là do mình cắt nước của cái cây nguyên liệu bạn, mình cắt nước nó lâu á, khi mà mình bỏ cái bo vô cái bo nó có nhiều nước á, nó sẽ hút nước từ cái bo của mình á, cho nên là mình bỏ lên nó hít nó dính vậy thôi, còn khi mà cái bo mình nó cũng hơi khô á, nó không hít thì vẫn bình thường nha các bạn, không sao hết nha, khó cọp quá, do mình cái nhánh này mình cắt cũng gần cái cũ rồi mấy bạn. Cái tầng này là tầng thấp nhất gần cái cũ, hơi khó cột xíu, các bạn rị cho cứng cứng xuống nha mấy bạn, chúng ta rị không cứng thì nó sẽ dễ bị lệch bo nha, cái bo nó chỉ ăn có một bên, còn một bên nó ăn một bên nó sẽ đẩy bên kia lên mấy bạn. Nhánh thứ hai mình cũng ghép ngắn nha các bạn, ghép gần gốc nha. Thì các bạn thích mình tự nhà mình chơi, mình thích ghép sao ghép nha mấy bạn. Mình thích ghép cái dạng mà từng từng lên càng ngày càng cao, chứ không phải là cái tán tròn như người ta nha các bạn. Chơi có một kiểu hoài thì cũng chán nha. Cái này nó hơi nghiêng, mình đặt lên sợ rớt bo các bạn. Cái này bỏ lên cái chầm bọc luôn. Mình nói các bạn là mình làm thì nó cũng sơ sài như các bạn làm vậy, chứ không phải là làm như nhà vườn mà làm người ta cắt lẹ lẹ đó các bạn, bỏ vô nó hết rồi người ta làm như biểu diễn vậy. Còn mình làm cũng như các bạn làm lần đầu hoặc là chưa rành á, mình sẽ làm từ từ và làm nó hơi vụng về mấy bạn, kệ làm vậy cho các bạn thấy là
mình làm sao nó cũng hiệu quả. Các bạn đừng có nghĩ là lo lắng hay gì, mình phải làm cho giống người ta thì nó mới được nha các bạn. Quan trọng là trước khi mình ghép là mình cắt nước cái cây nguyên liệu bạn, cái cây mình để mình ghép nè, mình cắt nước khoảng tuần nha, mình cắt nước nó thì nó sẽ thành công thôi các bạn ơi. Mấy bạn bỏ cái bo lên mà nếu như dở lắm á thì nó cũng sẽ dính ít, nó sẽ cái dạng như lệch bo các bạn, giữa cái bo và cái thân nó dính ít á, chứ không có hiện tượng là nó hư bo, nó thối bo luôn đâu các bạn. Hư bo thối bo là do cái cây này các bạn, cái cây nguyên liệu mấy bạn cắt nước chưa tới á, cho nên nó mới có hiện tượng là thối bo nha. Thì cái bo sau khi mình cắt mình bỏ lên đây nè các bạn, nó hít hay không hít thì không quan trọng nha. Hay là mình cắt cái bỏ vô nè các bạn, cái này nó hít nha, bỏ vô là nó hít liền, là do cái thân nguyên liệu các bạn nó thiếu nước á. Cái bo mình mà nó có nước mình bỏ lên nó có hiện tượng là thẩm thấu, nó hút ngược lại các bạn, nó hút xuống á, cho nên nó hít vậy thôi. Còn cái bo mà mình nó ít nhựa, nó không hít, nhưng mà mình ghép mình ép xuống vậy nè các bạn, nó cũng hoàn toàn dính nha các bạn, chứ không phải là nó hít nó dính đâu. Mình nhắc lại với các bạn vậy. Cũng có nhiều người thắc mắc lúc mà mình mới chơi cũng vậy các bạn, cũng thắc mắc cũng tìm hiểu tùm lum, cho nên là mình hiểu tâm lý của mấy bạn lắm. Rồi ghép xong rồi các bạn không biết bỏ đâu nữa, bỏ ngoài nắng hay là bỏ trong mát hay bỏ trong bóng râm, hay là mới vừa ghép nó gặp mưa có sao hay không, hay tưới nước tùm lum mấy bạn. Lúc mới chơi mình cũng tìm hiểu dữ lắm, thì biết rành rồi thì mấy đó đơn giản đó các bạn ơi, ghép xong bỏ đâu cũng được, bỏ ngoài nắng trực tiếp luôn các bạn vẫn không sao, gặp mưa hay là mình tưới nước cũng không sao các bạn. Ghép xong thì thoải mái nha. Có cái bo này nó hơi già cỗi nè các bạn, bo này là cây màu đỏ, cây khoai nguyên nè, cái bo nó hơi già nhưng mà thích cái màu đỏ này các bạn. Nếu mà nó ghép để mình cắt lại cho nó đẹp nha các bạn. Nói chung là cái nhánh này nó cũng hơi già rồi, làm cho nó đẹp đẹp kỹ kỹ xíu. Nếu nó không dính thì mình đổi thành cái màu đỏ khác nha các bạn. Mình cũng có màu đỏ khác nhưng mà mình không ưng bằng cái màu đỏ này nha. Các bạn ghép này nhớ cắt nước nha các bạn, cắt nước cây nguyên liệu thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao nha các bạn. Cây nguyên liệu là cái cây mình để mình ghép mấy cái bo này lên nè, cắt nước nó, cắt nước khoảng tuần các bạn, khô để cho nó héo luôn các bạn, khô héo luôn, vậy ghép nó mới dễ thành công nha. Còn mà cắt nước ít quá, cắt nó ra nó nhựa mà nó chảy vàng vụn các bạn, vậy ghép nó khó thành công lắm nha. Còn nhánh này chắc cắt cao nhất nè các bạn, để cho nó nằm trên cao đi. Còn có nhánh cái dao lục lắm các bạn, nhà mình ghép là vậy không, chứ không có dao chuyên nghiệp như nhà vườn tao mấy bạn. Nhà mấy bạn chắc cũng làm vậy thôi, nhưng mà không có vấn đề gì các bạn. Không phải người ta cắt rẹt rẹt, người ta bỏ vô cái bo hết rồi thì nó dính nha. Mình làm từ từ cho các bạn xem, mình làm cũng như mấy bạn làm ở nhà, làm cũng dùng về chứ không phải là làm chuyên nghiệp như người ta mấy bạn. Mấy bạn, cái bo này
nhìn nó vàng thôi các bạn, không biết nó dính hơn. Nếu như nó hư thì mình thay cái màu khác, màu đỏ khác thôi các bạn. Nhưng mà nó hơi già cỗi so với mình để mà mình ghép á. Ghép sau 10 ngày rồi nè mấy bạn. Thì tại sao mình không đợi cái lúc mà mở cái mấy cái mộc chùm này ra rồi quay luôn. Mình cũng có một ít chia sẻ khi mà bo nó phát triển như vậy nha các bạn. Được 10 ngày rồi. Các bạn thấy không? Mình ghép thì cũng không có như người ta ghép, cũng cũng không phải như chuyên nghiệp như người ta. Quên nữa. Cái bo này hôm bữa nó hư rồi các bạn, bo mà cây cao nguyên nó hư á, mình đổi thành cái bo của cây màu đỏ khác nha, cây màu đỏ khác. Mấy cây này nó u mầm hết à, riêng nó thì nó ghép sau người ta 4-5 ngày vậy á, nó chưa u mầm nè. Màu đỏ này nè các bạn, màu đỏ này nó cũng đẹp nhưng mà mình thích cây cao nguyên hơn các bạn. Cái hoa này nó bị âm chích hay nó bị cái gì nữa, nó bị cong cong nha các bạn, nó nở không hết. Thì nãy mình nói mình muốn chia sẻ các bạn là nó u vậy mình chưa nên gỡ nha các bạn. Cái lúc mà mình mới chơi á, cũng như mấy bạn thôi, lúc mới chơi nó sốt ruột đó các bạn, ghép trên mạng người ta nói ghép 6 ngày 7 ngày hay 8 ngày gì gỡ ra mình cũng nôn lắm, cũng chờ ngày để mình gỡ ra các bạn. Nhưng mà các bạn không nên nha, khi mà nó u mầm vậy 10 ngày rồi các bạn, u mầm này cũng chưa nên gỡ ra nha các bạn. Khi nào mà nó cái chồi nó mọc như vậy rồi, cái chồi nó mọc khoảng 5 ngày nữa cái chồi nó mọc lên các bạn, rồi mình mới gỡ ra nha. Thì mình gỡ ra sớm nó sẽ có hiện tượng là nếu như nắng quá thì nó sẽ làm cho còi cọc cái chòi của mình các bạn, cái nhánh nó sẽ mọc lên trên bo đó, cái chòi đó, nó sẽ còi cọc. Sau này mình chăm sóc nó cũng sẽ còi cọc, nó rất là xấu, nó nhỏ lắm nha các bạn, nó không có lớn khỏe mạnh như ta nha. Cũng như con nít nó bị sinh non vậy mấy bạn, mình gỡ ra sớm nó sẽ có hiện tượng như vậy á. Cho nên là như vậy thì 10 ngày mấy bạn cũng chưa nên gỡ ra nha, khoảng 5 ngày hoặc 7 ngày nữa mình gỡ ra. Như vậy cái bo nó ở trên nó mới phát triển được mạnh lên nha các bạn, nó sẽ cho hoa đẹp nha. Gỡ ra sớm nó sẽ bị chai các bạn. Gặp thời tiết ẩm ướt thì không sao, chứ gặp thời tiết mà nắng nóng mấy cái bo sẽ chai. Nếu mà xui xui thì mấy cái bo nó sẽ chết, nó sẽ bị teo và nó bị chết luôn nha các bạn. Thì mình muốn chia sẻ với mấy bạn một số thì mình cũng từng mắc lỗi như vậy mấy bạn, cho nên là mình rút kinh nghiệm ra chia sẻ với mấy bạn về ý như vậy á. Thôi chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn ở các video tiếp theo nha.